hoặc trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hoặc trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc tu tịnh quán địa cho đến như lai địa, hoặc tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tu tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma địa, hoặc tu năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc tu mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tu ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp, hoặc tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả hoặc tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề hoặc tu tất cả hạnh đại bồ tát hoặc tu vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật hoặc tu vô lượng các phật khác đại bồ tát nên khuyên họ tinh tấn chớ sanh biếng nhác nếu sanh biếng nhác thì thọ khổ vô cùng này các thiện nam Tất cả pháp này đều bản tánh không, không có các chướng ngại. Các ông nên quản lý bản tánh không, trong ấy không có chướng ngại, không có pháp biếng nhác, không có người biếng nhác, duyên xứ thời ấy cũng chẳng thể được. Như vậy thiện hiện khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng an lập hữu tình khiến cho trụ lý bản tánh không của các Pháp, tuy làm cho an trụ nhưng không có hai tưởng. Vì sao vậy? Vì lý bản tánh không, không có hai, không phân biệt, chẳng thể ở trong Pháp không hai mà tác hai tưởng. Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nương vào bản tánh không mà giáo giới dạy bảo các loài hữu tình, khiến cho tinh cần tu học bằng những lời như vậy. Này các thiện nam, đối với thiện pháp, các ông nên chuyên cần tinh tấn tu tập. Như khi tu tập bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng. Hoặc khi tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng. Hoặc khi tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi trụ nội không cho đến vô tính tự tính không đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi trụ thánh đế khổ tập diệt đạo Đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng, hoặc khi tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng, hoặc khi tu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng, hoặc khi tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng, hoặc khi tu tất cả Môn Đà La Ni, Môn Tam Ma Điện. Đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng. Hoặc khi tu năm loại mắt sáu thần thông. Đối với các pháp này, các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu tất cả hạnh đại bồ tát vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng hoặc khi tu vô lượng các phật pháp khác đối với các pháp này các ông không nên tư duy phân biệt hai tướng hay không hai tướng vì sao vậy này thiện nam tử vì các pháp như vậy đều bản tánh không trong lý bản tánh không không nên tư duy phân biệt hai hay không hai như vậy thiện hiện các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng hành bồ tát hạnh thành thục hữu tình các loại hữu tình sau khi được thành thục Tùy theo sự ứng hợp với mình mà được an lập dần theo thứ lớp, như làm cho họ trụ quả dự lưu hoặc làm cho trụ quả nhất lai, hoặc làm cho trụ quả bất hoàn hoặc làm cho trụ quả a la hán, hoặc làm cho trụ độc giác bồ đề, hoặc làm cho trụ ngôi vị thủ thắng của bồ tát, hoặc làm cho trụ vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xào như vậy do được phương tiện này, nên thấy tâm của các hữu tình rất là tán loạn. Đối với các cảnh dục, hữu tình chẳng thể thu nhiếp các căn, phát sanh đủ loại nghiệp chẳng tịch tính. Thấy vậy, đại Bồ Tát dùng phương tiện làm cho họ nhập vào định thủ thắng và dạy như vậy. Lại đây thiện nam, ông nên tu tập tam ma địa thủ thắng, chớ khởi tâm tán loạn và tưởng thắng định. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp này đều là bản tánh không. Trong bản tánh không, không có pháp để được, không có tên gọi tán loạn hay tên gọi nhất tâm. Nếu các ông trụ định thủ thắng này làm các việc thiện thì đều sớm được thành tựu viên mãn cũng tùy theo sở dục mà trụ bản tánh không. Thế nào gọi là làm các việc thiện? Đó là phát khỏi thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh thủ thắng như tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tu bố niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, hoặc trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, hoặc trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hoặc trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc tu tịnh quán địa cho đến như lai địa, hoặc hướng đến tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, hoặc tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tu tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa, hoặc tu năm loại mắt sáu thần thông, hoặc tu mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tu ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp, hoặc tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, hoặc tu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề hoặc tu hạnh đại Bồ Tát và vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, hoặc thành thục, hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tất cả thiện pháp thủ thắng như vậy đều do định lực thủ thắng mà sớm thành tựu và tùy theo sở nguyện mà trụ bản tánh không. Như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ sơ phát tâm cho đến cứu cánh, mong làm điều thiện lợi ích thường không gián đoạn. Vì muốn làm lợi lạc cho các hữu tình nên từ cõi Phật này đến cõi Phật kia, đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, ở chỗ chư Phật nghe nhận giáo Pháp, bỏ thân, thọ thân, trải qua vô lượng kiếp, cho đến khi thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Trong thời gian ấy, Đại Bồ Tát không bao giờ quên mất. Đại Bồ Tát này đắc đả la ni, các căn không giảm. Vì sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này thường khéo tu đầy đủ trí nhất thiết trí, nên các việc làm đều được tư duy chân tránh. Do khéo tu đầy đủ trí nhất thiết trí, các việc làm đều được tư duy chân tránh, nên đối với tất cả đạo đều có thể tu tập đó là đạo thanh văn hoặc đạo độc giác hoặc đạo bồ tát hoặc đạo chư phật hoặc thiên đạo thủ thắng hoặc nhân đạo thủ thắng hoặc đạo thần thông thủ thắng của chư bồ tát.